Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Đây đang mang bao tay vô đây, xử dụng vụ này coi. Giật luôn nha, dựng ngay bờ giật lên luôn á, khỏi người thời nha. Ngay mặt trời, ngay mặt trời. Rồi chuẩn ba con. Con này của mình. Quá đẹp, hai con này y chang luôn, con này nó giống luôn. Không, quá nắng luôn, đây mặt trời luôn, nắng quá. Rồi ok nha ba con nha. Quá tốt. Quá rộng luôn. Lũ ở đây cắt hết rồi nha. Ta hỗn loạn. Đây là đường lộ nha, xa lắm, đây gần đó cũng phải 600-700 mét á. Rồi thọ xỏ dây vô nha. Quá rộng luôn. Đất nha. Dòng kiểu ghê. Cặp song sinh luôn á. Con chú cao. Thank you.
luôn là con diều đen với con diều hơi thẳng là rồi lên được ba con nha. Bữa nay có hai chú cháu thả thôi, ba con. Quay ổn định hết nha. Con bay quá đậm luôn. Con này của mình, con này xuồng 1m6, nắng quá nắng. Gió ngon ghê á. Quá đẹp, gió lắc quá. Bông này bông gì mà ha? Người kêu cây hoàng yến, người kêu cây trung bèn. Cái trung bèn này thấy nó giống giống như trung bèn này là trung bèn, nhưng mà cái tên nó là hoàng yến hả? Hoa đẹp, vàng đẹp quá. Gió quá gió. Quá đẹp ghê. Quá đẹp.
đó đẹp ghê. Quá đẹp chưa? Nguyên một hàng hoa luôn. Ba con nha các bạn. Rồi thôi video mình quay đến đây kết thúc các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.